tan nát vậy là tại bạn. Đây là thể loại phim mà từ trước giờ Thái Hòa chưa được tham gia. Khi mà mình đọc cái kịch bản lần đầu á thì mình cũng cảm thấy sốc. Nếu như em yêu anh thì em im lặng em sống với anh. Đâu rồi, em xin lỗi mẹ. Trong phim Cái Giá Của Hạnh Phúc, Thái Hòa đóng vai ông Thoại. Thái Hòa cũng chưa được có cơ hội chạm tới cái kiểu vai diễn này nữa. Tôi chưa bao giờ yêu bà nữa. Cái nhân vật ông Thoại này mặc dù là có cái lối sống sai lầm gây ra rất là nhiều biến cố trong cái nhà này, tôi là cha chồng của cô. Nhưng mà mục đích cuối cùng của ông là muốn tìm được cái tình yêu chân thành, cái hạnh phúc. Em cơ hội bây giờ biết vợ quan trọng danh như thế nào mà không có vợ làm sao sống nổi hả vợ? Hòa đã làm cái gì rồi nó cố gắng nó làm cho bằng được. Chị Nam cặp với đứa sổ bích báo thì đã ẩm ý vậy. Anh Thái Hòa xử lý cái cuốn kịch bản này nát lắm mọi người ạ. Anh làm rất là chi tiết và ngay cả khán giả đang nghĩ gì và nhân vật đối diện đang nghĩ gì anh cũng làm hết. Đặc biệt nhất là cái cú sốc mà nhân vật ông Thoại gặp ở cuối phim. Mình đã tưởng tượng ra là nhân vật ông Thoại ông phải trả giá cho những cái lối sống sai lầm, cái quan điểm sai lầm của ông. Nhưng mà mình không thể nào tưởng tượng được cái biến cố mà nhân vật ông Thoại gặp ở cuối phim. Rất là sốc, không thể thoát ra được cái thực tại. Anh Hòa diễn hầu như cả đoàn phim, cả ekip đều bất ngờ, xuất sắc và hoàn hảo. Hay quá. Nổi da gà nè. Nội mà cảnh mà quay không thấy mặt thôi, thấy thể hình và tiếng nói của anh thôi là mình đã rợn người rồi. Nó làm mình bị đơ người á, đứng hình. Mọi người đứng ở ngoài, mọi người coi mà mọi người muốn khóc luôn á. Là tại vì mọi người thấy đáng thương thiệt và đáng sợ thiệt. Một lần nữa tôi rất là muốn cảm ơn anh Thái Hòa. Anh Thái Hòa đã hy sinh rất là nhiều cho cái vai diễn ông Thoại. Chưa mà hai anh ơi. Mọi người ơi, anh Thái Hòa sao? Mình xin cảm ơn đoàn phim. Trong thời gian qua, anh em ánh sáng, thiết kế, quay phim đã cho phép mình phụ giúp mọi người để hoàn thành công việc tốt hơn.